Hùng. Hùng có phải không? Đúng là mày thật rồi. Xin chào. Lâu lắm không gặp. Khỏe chứ? Tao khỏe. Cũng chục năm rồi còn gì. Lâu nay tao với mày ở chung thành phố, thế mà tao không biết đấy. Tao bận suốt, không có cả thời gian để về quê kia kìa. Mà thôi, bên kia có quán cà phê, tao với mày qua đấy ngồi rồi nói chuyện thêm nhá. Ừ, vậy cũng được, đằng nào tao cũng đang rảnh. Thế mình đi thôi. Dạo này công tác ở đâu rồi? Đi vào đây, nhà không có ai đâu. Không cần phải khách sáo. Thật không thể tin được, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Tập đoàn IBA tao tìm cách tiếp cận mãi mà không được, lại là của mày đấy. Tao cũng không thể ngờ được, mày lại là giám đốc của công ty PJ đấy. Đã gặp nhau rồi, những vấn đề khó khăn của công ty mày cứ để tao giúp. Cảm ơn mày nhá. Chồng ơi, anh về rồi ạ. Sao thế? Cô ấy là vợ của mày đấy à? Hình như hai người quen nhau thì phải. Dạ vâng, em với anh Hùng đây là chỗ quen biết cũ ạ. Thế thì có duyên quá rồi còn gì. Đi ra ghế ngồi đã. Đi. Em mời hai anh uống nước ạ. Uống nước đi. Đấy, giới thiệu lại nhá. Đây là Hùng, bạn của anh ở cùng quê, học với anh từ nhỏ. Dạ, anh Hùng đây là giám đốc công ty BJ. Em cũng có biết qua rồi ạ. Em có biết à? Chuyện là công ty của Hùng đang gặp khó khăn, anh định giúp cậu ấy giải quyết, em thấy sao? Từ trước đến nay, anh quyết định chuyện gì thì em luôn tôn trọng và ủng hộ. Lần này cũng như vậy ạ. Đấy, tao nói có sai đâu. Vợ tao là người rất hiểu lý lẽ, mày yên tâm nhá. Đúng vậy, Ngọc Anh là một cô gái rất tốt. Cảm ơn hai vợ chồng bạn nhá. Có gì đâu, uống nước đi. Anh muốn gì đây? Anh muốn nói chuyện với em một lát. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa cả. Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Anh đi về đi. Đúng là có làm mơ anh cũng không tưởng tượng được. Em lại là vợ của thằng Tuấn. Trái đất tròn thật đấy. Còn tôi thì lại cảm thấy mình đen đủi khi gặp lại anh trong hoàn cảnh này đấy. Chẳng lẽ em vẫn còn giận anh chuyện làm xưa à? Anh Hùng này, công ty của anh đang gặp khó khăn đấy. Anh không nghĩ cách giải quyết, đến đây nói mấy cái chuyện nhảm nhí này làm gì? Từ hồi em bỏ anh đi, anh chợt nhận ra là ở trên đời này không có gì quan trọng bằng em cả. Anh Hùng này, tôi là vợ của anh Tuấn, anh ấy là bạn thân, cũng là ân nhân của anh đấy. Phiền anh ai nói cho lịch sự. Em cứ phải như vậy làm gì? Ở đây có ai đâu chứ. Ý anh là gì? Chắc hẳn em chưa nói chuyện của chúng ta cho thằng Tuấn nghe đúng không? Tôi chưa có thời gian. Anh thì không nghĩ vậy. Anh nghĩ là em vẫn còn tình cảm với anh, sợ nó hiểu nhầm. Anh im ngay. Giữa tôi và anh không còn gì cả. Anh đừng có nói chuyện nhập nhằng kiểu đó để người khác hiểu nhầm. Em càng thái độ gay gắt thì càng chứng tỏ suy nghĩ của anh không sai. Trước đời chia tay em, anh không hối hận. Nhưng bây giờ gặp lại thì anh hối hận rồi đấy. Anh không ngờ chỉ có vài năm mà em lại thay đổi nhiều đến vậy. Càng ngày càng quyến rũ. Em sao thế? Có tâm sự gì à? Anh muốn giúp anh Hùng buộc lại công ty thật à? Em đang suy nghĩ về chuyện này sao? Anh nói anh và anh Hùng là bạn từ nhỏ,
Thế nhưng mà anh đã hiểu hết về con người của anh ấy chưa? Để mà nói thì anh và Hùng trước đây cũng không thân nhau lắm. Mà em bảo Hùng là chỗ người quen cũ, hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. À, trước đây em có làm việc ở BJ mấy tháng thôi, em cũng biết sơ sơ chứ không có gì là thân cả. Hóa ra là vậy à? Thế mà anh hỏi thằng Hùng, nó cứ đánh trống lảng, nó bảo là về hỏi em sẽ rõ. Anh còn chưa trả lời em đâu. À, người ngoài anh còn giúp được, chỗ bạn bè lẽ nào anh lại bỏ rơi nó chứ. Mà hơn nữa, công ty BJ cũng là một công ty tiềm năng, để nó phá sản như vậy thật đáng tiếc. Anh là người thành đạt, sẽ có rất nhiều người tiếp cận anh với mục đích không tốt. Vì vậy anh làm việc đừng quá thiên về tình cảm. Anh hiểu mà, em yên tâm. Chuyện giúp đỡ công ty BJ ấy, em nghĩ là anh nên cho người tìm hiểu thêm nữa. Nhất là về đời sống cá nhân gần đây của anh Hùng, rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn. Dù gì thì hai anh cũng gần chục năm chưa gặp nhau còn gì. Hình như em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Với tính cách của em, chắc chắn sẽ không úp mở với anh như vậy. À, em thấy đầu tư vào công ty BJ cần không ít tiền, cho nên là lo lắng cho anh thôi. Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Em yên tâm, anh đi được đến ngày hôm nay cũng chẳng phải là dễ dàng gì cả. Trước khi quyết định một chuyện gì đó, anh sẽ suy nghĩ thật kỹ. Em không phải lo đâu. Em chào chủ tịch ạ. Cô ngồi đi. Việc tôi giao cho cô làm đến đâu rồi? Dạ, mọi thông tin về công ty PJ đều có hết trong này ạ. Em mời chủ tịch xem qua. Tôi sẽ xem sau, cô báo cáo qua đi. Thưa anh, công ty PJ thành lập sau tập đoàn chúng ta 3 tháng. Trước đây hoạt động rất suôn sẻ, cũng đạt được một số thành công nhất định. Nhưng mà mấy năm gần đây thì bị chứng lại. Cách đây mấy tháng còn dính vào vụ bê bối đầu tư nhầm vào công ty ảo nữa ạ. Mấy cái này thì tôi biết rồi, cô nói tiếp đi. Vâng, công ty PJ đi đến ngày hôm nay cũng là do giám đốc Hùng có đời sống cá nhân không mấy lành mạnh ạ. Từ khi anh ta đạt được thành tựu, càng ngày càng lộ rõ bản chất không đứng đắn của bản thân. Vụ bê bối vừa rồi cũng là do bị một cô gái trẻ dụ dỗ. Nói chung đời sống của anh ta rất phức tạp, một hai câu khó nói hết được ạ. Không ngờ thằng này bây giờ lại đổ đốn như vậy. Nghe chủ tịch nói anh Hùng là bạn thân của anh phải giúp anh ấy bằng mọi giá. Sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ như vậy à? Là vợ tôi khuyên tôi. Chủ tịch vốn là người tài giỏi, bây giờ còn có hậu phương vững chắc như vậy, thế thì còn gì bằng ạ? Em chúc mừng anh. Cảm ơn cô. Dạ. Vậy chuyện đầu tư vào công ty PJ anh quyết định sao rồi ạ? Chuyện này không thể vội được, tôi cần nghiên cứu thêm. Dạ, vậy em xin phép ạ. Anh đến đây làm gì? Anh Hùng, anh làm cái gì vậy? Anh đừng có quá đáng, ra khỏi nhà tôi ngay. Em bình tĩnh xem nào, có ai ở nhà đâu. Em đừng gây gắt với anh như vậy chứ. Anh như thế này là đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp, và tôi có quyền báo công an về chuyện này đấy. Ngọc Anh, chẳng lẽ em cạn tình cạn nghĩa với anh như vậy sao? Năm xưa tôi đã rất độ lượng với anh, như anh 5 lần 7 lượt lăng nhăng, coi thường, xua đuổi tôi. Bây giờ anh đến đây làm thế này là sao? Không lẽ anh nghĩ tôi không dám báo công an thật à? Em à, anh thật sự hối hận về chuyện cũ. Chúng ta có thể nào quay lại được không? Tôi đã là người có gia đình rồi, hơn nữa chồng của tôi lại là bạn của anh, phiền anh cư xử cho đúng mực. Anh có phủ nhận chuyện này đâu. Chẳng qua là thằng Tuấn bận bịu suốt ngày, làm gì có thời gian rảnh để ý mấy chuyện vặt vãnh. Chúng ta sau lưng nó. Anh im miệng ngay cho tôi. Được rồi, nhưng mà
Em đừng xua đuổi anh như vậy được không? Mời anh ra ngoài cho. Ngọc Anh, đợi một lát nữa anh Tuấn về, anh muốn đi cũng khó đấy. Thôi nào, anh hỏi Tuấn rồi, nó nói nó bận thị sát ở ngoại thành, chiều mới về kìa. Em đừng có dọa anh. Ngọc Anh, anh thực sự rất yêu em. Anh làm cái gì vậy? Ngọc Anh, anh thực sự rất yêu em. Chúng ta có thể làm quay lại như ngày xưa được không? Anh buông tôi ra, thả tôi ra, anh Tuấn ơi cứu. Em chống cự làm gì chứ, anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Con chó, mày làm gì thế hả? Không sao, có anh đây rồi. Tuấn, mày bình tĩnh đi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Hiểu lầm á? Mày vào nhà tao, mày xâm hại vợ tao mà mày còn nói là hiểu lầm à? Tao... Mày là bạn của tao mà mày lỡ đối xử với tao như thế này à? Mày chờ đấy, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Tuấn, thực ra Ngọc Anh là người yêu cũ của tao. Bây giờ gặp lại, nhất thời tao không kiềm chế được. Mày tha thứ cho tao nhá. Cái gì? Mày và Ngọc Anh là người yêu cũ của nhau á? Đúng vậy, mày không tin thì mày hỏi cô ấy đi. Chuyện này là sao? Anh Tuấn, đúng là như vậy. Nhưng mà em và anh ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Em cũng không hề còn tình cảm với anh ta. Anh tin em đi ạ. Mày cũng nghe cô ấy nói rồi đấy. Cút khỏi nhà tao trước khi quá muộn. Tuấn, tao sai rồi, mày tha thứ cho tao đi. Cút! Em nói đi, chuyện này là như thế nào? Em xin lỗi ạ. Anh muốn biết sự thật, chứ không phải nghe lời xin lỗi từ em. Trước đây, đúng là em và anh Hùng từng yêu nhau. Nhưng mà được một thời gian, thì em phát hiện ra anh ta lăng nhăng, có đời sống không lành mạnh. Em đã nhún nhường hết lần này đến lần khác. Thế nhưng anh ta chẳng những không hối cải mà còn xem thường, ngược đãi em nữa. Em không chịu nổi cho nên là chia tay. Vậy thì em có gì mà phải giấu anh chứ? Em xin lỗi. Em xin lỗi. Đây là chuyện đáng xấu hổ của em. Hơn nữa, em chỉ sợ anh hiểu nhầm. Dù gì anh cũng rất vui vẻ khi gặp lại anh ta, cho nên là em không muốn làm anh không vui. Thật không ngờ anh ta lại quá quắt như vậy. Anh đã từng nói gì với em? Em còn nhớ không? Em sai rồi. Nếu như hôm nay anh không về kịp thì hậu quả sẽ như thế nào? Em có lường trước được không? Chuyện của quá khứ, em là người như thế nào anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm hiện tại và tương lai thôi. Vợ chồng lấy nhau là để sẻ chia, là để cùng nhau gánh vác, chứ không phải chuyện gì em cũng giữ trong lòng rồi lo lắng một mình như vậy. Em hiểu không? Em hiểu rồi. Cảm ơn anh. Chuyện cũng đã qua rồi, coi như là một bài học cho chúng ta. Chào em. Thì ra em cũng ngồi ở quán này à? Đúng là tình cờ thật. Thật sự là tình cờ à? Thế mà tôi cứ nghĩ anh đang theo dõi tôi cơ đấy. Em nói cái gì lạ vậy? Lỡ như để thằng Cường nghe thấy nó hiểu lầm thì khổ.
Thôi được rồi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm, mời anh đi chỗ khác cho. Tôi nói anh không nghe thấy gì à? Em đang ngồi một mình, có làm gì đâu mà bận. Anh Hải này, anh nên nhớ tôi là vợ của bạn thân và cũng là cấp trên của anh đấy. Sao rồi? Nếu mà sợ, đi ra chỗ khác đi còn kịp. Hồi xưa để Tuấn mất em, đó là nỗi ân hận lớn nhất của cuộc đời anh. Bây giờ có cơ hội chuộc lỗi rồi, làm sao anh có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Nhưng mà đáng tiếc, tất cả bây giờ đều đã muộn rồi. Tôi đã là vợ của người ta, anh bỏ ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn để ra khỏi đầu đi. Anh biết, em không hề có tình cảm với thằng Cường. Em lấy nó chỉ để trả thù anh thôi đúng không? Anh cũng khéo tưởng tượng quá đấy. Anh ở bên em lâu năm như vậy, chẳng nhẽ anh không hiểu em? Như vậy thì sao? Tình cảm nhiều năm cũng đâu có vượt qua được lợi ích. Anh sẵn sàng bỏ tôi để chạy theo một người khác. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó đâu. Nên như vậy, dù có bị em thù ghét hơn nữa thì anh vẫn rất vui, vì trong lòng em vẫn còn có chỗ cho anh. Anh làm cái gì đấy à? Anh bị điên à? Hả? Để anh Cường nhìn thấy tôi và anh đều không xong đâu. Đến giờ này thì vì em, anh có thể bất chấp tất cả. Anh đúng là điên thật rồi. Nếu cứ tiếp tục nhìn em bên cạnh thằng Cường như thế này, anh mới bị điên thật đấy. Mời vào. Chủ tịch ạ, đây là số liệu ở chi nhánh Hải Phòng mà chủ tịch cần đấy ạ. Tôi còn dự án mới của tập đoàn chúng ta ở Quảng Ninh thì sao rồi? Dạ, em đang định báo cáo với chủ tịch về chuyện này đấy ạ. Hình như giám đốc Hải bận việc gia đình nên là sắp tới không đi khảo sát được đâu ạ. Sao cậu ấy không nói gì với anh nhỉ? Em cũng mới nghe từ thư ký của giám đốc Hải nói vậy thôi ạ. Mời vào. Em chào giám đốc Hải ạ. Thư ký Ngọc Anh cũng ở đây à? Dạ vâng, em vừa mang tài liệu đến cho chủ tịch ạ. Được rồi, em đi về làm việc đi. Dạ vâng, thế em xin phép ạ. Chồng cô ấy cũng được ấy chứ, đáng tiếc là mày lại lấy Ngọc rồi. Tao với Ngọc Anh xưa nay chỉ là đồng nghiệp thôi. Mày nói vậy sợ Ngọc nghe thấy sẽ buồn đấy. À mà đúng rồi, mày tìm tao có việc gì thế? À, cái chuyện đi khảo sát ở Quảng Ninh ấy, trước tao có xin đi, thế nhưng mà gia đình dục chuyện vợ con ghê quá, thành ra phải đi xem mắt, hơi khó nghĩ. Đây là chuyện vui mà, mày cứ yên tâm mà đi xem mắt đi. Thế còn dự án dưới Quảng Ninh thì sao? Chắc đi về khoảng 2 ngày, tao sẽ bảo Ngọc Anh thu xếp. Ý mày định là đích thân mày xuống đó à? Dự án này cũng khá quan trọng, hơn nữa bây giờ Ngọc Anh cũng có thể lo liệu mọi việc được, mày cứ yên tâm. Thế cảm ơn mày nhá. Thật sự cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi, mày thông cảm cho tao. Bạn bè với nhau, mày nói làm gì mấy câu khách sáo đó chứ. Mày cứ đi về mà chuẩn bị đi xem mắt đi, mọi chuyện cứ để tao lo. Ok, vậy tao về đây. Anh này, chẳng lẽ anh muốn chúng ta cứ lén nút mãi như thế này à? Ý em là sao? Các cụ có câu, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra thôi. Anh chưa nghe qua à? Em yên tâm, thằng Cường có nhanh thì cũng phải ngày mai nó mới về. Tuy là anh ta không biết, nhưng mà chưa chắc người khác đã không biết. Nói tóm lại, em thấy đây không phải là kế hoạch lâu dài đâu. Như em cũng thấy rồi đấy, thằng Cường bây giờ nó đang là chủ tịch, còn anh chỉ là giám đốc kế hoạch, đấu lại làm sao được với nó. Vậy chẳng lẽ anh định suốt đời làm cái bóng của anh ta à? Em nghĩ anh muốn như vậy lắm à? Chẳng qua là hết cách thì mới phải chịu thôi. Thật ra thì vẫn còn cách, nhưng mà không biết anh có dám làm hay không thôi. Cách gì? Em nói anh nghe xem nào. Em nói gì cơ? Anh làm cái gì mà phải hốt hoảng như thế? Đây là mạng người đấy, không đùa được đâu. Anh nên nhớ, anh ta không có người thân, chỉ có mỗi em là vợ.
Nếu như mà không may anh ta xảy ra chuyện gì thì người thừa kế sẽ là em. Lúc đó cổ phần của anh ta hoàn toàn sẽ thuộc về em, cộng thêm với cổ phần của anh nữa. Anh nói đi, ai lấy được chức chủ tịch của anh? Thế nhưng mà dù gì anh với nó cũng là bạn thân, nếu mình làm như vậy có nhận tâm quá không? Vô độc bất trượng phu. Anh cứ ủy mị mãi như thế thì bao giờ anh mới làm được chuyện lớn? Em cũng chỉ nói như thế thôi, còn làm hay không tùy anh quyết định. Thôi được rồi, anh sẽ liều một phen vậy. Dự án ở Quảng Ninh khá gần biên giới, anh liên hệ mấy đứa giặt dẹo ở cửa khẩu cho chúng nó làm, sau đó đưa tiền cho chúng nó vượt biên, như thế có mà lộ bằng mắt. Anh thấy thật sự sợ em luôn rồi đấy. May là em còn tình cảm với anh, chứ nếu không anh cũng xong với em lâu rồi. Trong cuộc đời này em chỉ toàn tâm toàn ý với mỗi một mình anh thôi, cho nên anh liệu mà cư xử. Anh biết chứ, em yên tâm. Giám đốc Hải, anh đến rồi ạ. Chủ tịch sao rồi hả anh? Ô kìa, anh nói gì đi chứ. Vô phương cứu chữa, bây giờ nó trở thành người thực vật rồi em ạ. Này, em không sao đấy chứ? Sao có thể như thế được? Chủ tịch là người tốt cơ mà anh, sao lại có kết quả như thế này? Con người ai cũng có số, em đừng quá đau buồn. Tập đoàn bây giờ có nhiều việc cần phải giải quyết lắm. Bây giờ em làm gì còn tâm trạng để giải quyết chuyện gì nữa chứ? Em muốn đến thăm chủ tịch xem anh ấy sao rồi anh ạ. Tình cảm của em với thằng bạn anh tốt thật đấy. Dù gì em với chủ tịch cũng làm việc với nhau gần 10 năm rồi mà anh. Chỉ đơn giản là vậy thôi hả? Giám đốc Hải này, anh với cả chủ tịch là bạn thân của nhau bao nhiêu năm rồi, mà bây giờ anh ấy bị như thế, sao anh không có chút đau buồn nào vậy ạ? Bây giờ là lúc tập đoàn đang cần người, tôi mà cũng như các người thì lấy ai gánh vác chứ. À, tôi thấy thế này, bây giờ tôi với cô triệu tập một cuộc họp cổ đông gấp để chọn ra một người lãnh đạo dẫn dắt tập đoàn. Chứ bây giờ thằng Cường nó trở thành người thực vật như thế này, tôi chắc chắn nó sẽ không quay trở lại được đâu. Chẳng lẽ không còn cơ hội để cứu chữa chủ tịch sao ạ? Cơ hội tỉnh lại của nó thật sự là mong manh, nếu không muốn nói là không có. Nhưng em nghĩ việc chọn ra chủ tịch mới là rất lớn, mình phải tính toán thật kỹ thì mới đưa ra quyết định được ạ. Giờ mà công khai sức khỏe của chủ tịch thì em sợ cổ phiếu của tập đoàn mình sẽ ảnh hưởng lớn đấy ạ. Cô yên tâm, tôi đã tính toán đến trường hợp này cả rồi. Vâng, vậy anh cho em chút thời gian để em cân nhắc chuyện này ạ. Cô là thư ký cấp cao, có năng lực, trung thành và tận tụy. Dù tôi có lên làm chủ tịch thì cô cũng sẽ không bị mất chức đâu. Cô lo lắng làm gì chứ? Em thì không quan trọng điều đó, nhưng chủ tịch vừa mới bị tai nạn mà mình đã tìm người thay thế thì kể cả về tình hay lý đều không hay cho lắm đâu ạ. Chúng ta là người làm ăn, cần phải làm việc bằng lý trí. Cho dù là như thế thì em cũng chỉ là thư ký của chủ tịch, không có nhiều quyền hành đến vậy đâu ạ. Nếu mà anh muốn thì anh có thể tự mình triệu tập hội đồng quản trị ạ. Chẳng phải trước khi đi Quảng Ninh thằng Cường đã giao mọi quyền quyết định cho cô trước các cổ đông rồi còn gì? Bây giờ nếu cô không đứng ra chủ trì, tôi làm sao triệu tập được các cổ đông khác chứ? Đúng là có chuyện này, nhưng những gì cần nói em đều nói cả rồi. Giờ em có việc đi trước. Chào anh. Mại kiếp, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt à? Để xem sau này tôi xử cô như thế nào. Em, thằng Cường thế nào rồi? Còn sao được nữa, nhìn y như cái xác sống á, chán không muốn nói. Mà em thật sự không hiểu được anh làm ăn cái kiểu gì nữa cơ. Anh cũng đang bực đây. Hội đồng quản trị vẫn nhất mực tin tưởng sẽ có ngày thằng Cường tỉnh lại, thế cho nên chỉ cho anh giữ chức vụ chủ tịch tạm thời thôi. Thế tất cả không phải là tại anh à? Làm cho gọn gàng vào có phải tốt không? Bây giờ để anh ta sống dở chết dở, khiến mọi chuyện không đâu vào đâu cả, tự nhiên rước thêm một đống mực vào người. Việc chăm sóc thằng Cường cứ thuê người cho họ làm, em động vào làm gì? Đấy chính là vấn đề đấy.
Không hiểu từ trước đến giờ anh ta có nghi ngờ gì em không, mà chuẩn bị rất kỹ càng. Luật sư của anh ta cho người canh chừng và chăm sóc anh ta cẩn thận. Ngay cả em ra vào cũng phải được sự đồng ý của bảo vệ hoặc là con Ngọc Anh. Càng nghĩ càng thấy bực. Không hiểu từ bao giờ mình lại là khách trong chính ngôi nhà của mình nữa. Nói như vậy, cổ phần của thằng Cường nó cũng đã tính toán hết rồi. Anh sợ mình không có cơ hội để nắm được tập đoàn IBA đâu. Em không quan tâm. Mất bao nhiêu công sức, chẳng lẽ em cứ như vậy mà không được gì à? Em yên tâm, chỉ cần anh mang lại lợi ích cho cái đám cổ đông đó thì họ sẽ không lỡ thấy chuốt anh đâu. Như vậy thì đã sao chứ, cũng chả có gì chắc chắn cả. Em không muốn phật phòng bất an như thế. Chức chủ tịch đó nhất định phải là của anh. Biết là như vậy, nhưng mà bây giờ mình làm gì còn cách nào khác chứ. Chào giám đốc Hải ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Đây là lần cuối cùng tôi nhắc lại với cô, tôi đang là chủ tịch. Dạ vâng, tôi biết chứ ạ. Nhưng đây cũng chỉ là chức vụ tạm thời thôi mà. Cô thử nói xem, ở trong cái tập đoàn này còn ai xứng đáng ngồi vào cái ghế chủ tịch này hơn tôi à? Nhưng chủ tịch Cường vẫn có cơ hội tỉnh lại. Bác sĩ đã nói như vậy mà. Cô có biết cái cơ hội đó nó nhỏ nhoi như thế nào không? Tôi biết chứ ạ. Biết mà cô vẫn nói như vậy. Hay là cô đang muốn nghỉ việc đúng không? Giám đốc Hải ạ, anh với chủ tịch là bạn chí cốt. Nhưng hình như tôi thấy anh không muốn chủ tịch tỉnh lại thì phải. Cô ăn nói lung tung cái gì vậy? Tôi nghĩ nếu anh thật sự là bạn của chủ tịch thì lúc này anh nên tìm cách để chữa trị cho chủ tịch tỉnh lại, chứ không phải ngồi đây để giao ai quyền lực của mình đâu ạ. Này, cô đang dạy khôn tôi hay là đang phê phán tôi đấy? Tôi không hề có ý đó. Gần đây tôi thấy cô thường xuyên đi muộn, công việc lại chậm trễ nữa. Cô không cần đi làm nữa đâu. Anh cũng biết là tôi vào viện để chăm sóc chủ tịch Cường mà. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Nếu như cô không phân biệt được rõ ràng ấy, thì cô nghỉ việc luôn đi. Vị trí của tôi không phải chủ tịch tạm thời như anh nói sa thải là sa thải được đâu ạ. Cô đang thách thức tôi đúng không? Tôi không dám. Giám đốc Hải không còn chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép đi làm việc. Cô đứng lại đó, tôi còn chưa nói chuyện xong với cô đâu. Tiến sư mày, mày cứ đợi đó, tao xem mày còn ngang bướng được đến bao lâu nữa. Mà anh bảo này, mấy ngày hôm nay em có đến thăm thằng Cường không? Mất hết cả hứng. Em có rảnh đâu mà đến thăm. Nhìn cái mặt đã ghét rồi thì đến làm cái gì? Không được đâu, bây giờ đang trong thời gian căng thẳng. Nếu em không chịu đến thăm nó, người ta sẽ đánh giá đấy. Dù gì cái ghế chủ tịch của anh cũng chỉ là tạm thời thôi. Nói thật với anh nhá, từ trước đến giờ em không hiểu anh làm ăn cái kiểu gì. Cha có một tí uy tín nào cả. Em cứ nói thế, sau thằng Cường làm gì còn ai hơn anh được. Đấy, lúc nào cũng sau anh ta. Điển tiếc không biết nữa. Không được, bác sĩ cũng nói rồi, cơ hội tỉnh dậy của anh ta tuy là khó nhưng mà vẫn có. Lỡ như một ngày nào đó anh ta bất ngờ tỉnh dậy thì sao? Anh cũng đã tính đến trường hợp này rồi, nên anh đã tính cách kéo bè kéo cánh về phía mình. Đứa nào chống lại sẽ loại bỏ dần. Em yên tâm. Yên tâm làm sao được, em vẫn cảm thấy không được an toàn. Chắc là phải nghĩ cách khác thôi. Em muốn làm gì? Anh ta dù sao cũng sắp chết rồi, vậy thì chúng ta tiễn anh ta thêm một đoạn. Không, không được đâu. Làm như thế đi tù như chơi đấy.
Thế bây giờ anh nghĩ, nếu mà anh ta tỉnh dậy thì chúng ta không phải ngồi tù chắc. Hai thằng đâm xe vào thằng Cường bây giờ cũng đã vượt biên rồi, làm gì còn bằng chứng đâu. Em yên tâm. Chả có gì là yên tâm cả, trừ khi anh ta biến khỏi thế giới này. Anh có phải là đàn ông không đấy? Anh thật sự thấy sợ em rồi đấy Ngọc ạ. Anh yên tâm đi, cho dù em có làm gì đi chăng nữa, em cũng không bao giờ đối phó anh đâu. Anh cũng hy vọng là vậy. Nhìn cái bộ dạng sống dở chết dở, ghét thế không biết. Em này, sao anh thấy nó không giống người thực vật chút nào vậy? Ý anh là gì? Thì em nhìn xem, mấy cái người thực vật ấy, người nào người đấy nhìn như xác chết, còn nó cứ như kiểu đang nằm ngủ ấy. Não anh để làm cảnh đấy à? Những người mà anh gặp, người ta bị rất lâu rồi, còn anh ta thì bị được bao lâu chứ? Em nói cũng phải. Anh còn chần chờ cái gì nữa? Lại rút ống thở của anh ta ra đi. Rút ống thở ấy hả? Anh lại sao nữa? Chẳng phải đã thống nhất rồi à? Biết là như vậy, hay là mình thôi đi em, mình về mình tìm cách khác. Sao em chán anh thế nhở? Anh nên nhớ, anh ta ra nông nỗi này, tất cả là tại anh thuê người hại anh ta đấy. Thì đấy đều là do em xui anh còn gì. Được, là do em. Thế bây giờ anh nói một câu đi, anh có làm không? Đàn ông gì mà hèn nhát yếu đuối, bảo sao bao nhiêu năm qua anh chỉ là cái bóng của anh ta thôi. Thôi được rồi, em không cần nói nữa, anh làm là được chứ gì. Vậy thì anh làm luôn đi, xong rồi lượn. Anh nên nhớ, thằng cha bảo vệ chỉ cho mình 30 phút thôi đấy. Cường à, tao xin lỗi nhá, tất cả chỉ vì hoàn cảnh thôi. Ai bảo mày đã giỏi rồi, lại còn cướp cả người yêu của tao. Mày không cần phải làm đâu, tao tự làm được. Sao lại như thế được? Tất cả những lời nói của anh chị đã được ghi vào chiếc điện thoại này. Đây sẽ là bằng chứng cho tội mưu sát của anh chị trước tòa. Anh chị có muốn chối cũng không được đâu. Hóa ra là hai người dở trò à? Tất cả những chuyện này là do chủ tịch tính toán từ đầu, tôi cũng chỉ mới tham gia thôi. Tôi đối xử với cô tốt như vậy, tại sao cô lại tàn nhẫn với tôi như thế? Anh hiểu điều đó hơn ai hết mà. Tôi không hề có tình cảm với anh. Lấy anh chẳng qua là vì tôi không có lựa chọn nào khác thôi. Cho dù như vậy đi nữa thì chị cũng không nên đối xử với chủ tịch như thế chứ. Mày thì biết cái gì? Im mồm vào. Mày có biết sống cùng một người mà mày không yêu và thậm chí là căm ghét, nó uất ức như thế nào không? Chẳng phải tất cả đều là sự lựa chọn của chị sao? Cường à, tất cả là do cô ta ép tao, chứ thật tình tao không muốn làm như vậy đâu. Anh Hải, Cường à, tao xin mày đấy, mày tha cho tao lần này đi, chỉ một lần này thôi, Cường. Vụ tai nạn mày thuê người gây ra cho tao, vốn dĩ tao chẳng bị sao cả. Nếu lúc đó mày thành thật, tao có thể bỏ qua cho mày. Thế nhưng mà xem như nể tình giữa chúng ta đã từng có một đoạn tình cảm, tôi cho hai người ra tự đầu thú để được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng nếu vẫn còn ngang bướng thì bằng chứng trong tay tôi vẫn còn đây, tôi sẽ không nhẹ tay với hai người đâu. Mình về thôi em.